truyền tín hiệu thông qua thụ thể nội bào. Nãy giờ đang nói về cái thụ thể nằm trên mảng tế bào ha, còn mình đang nói về thụ thể nội bào tiếp theo nè. Thì cái thụ thể nội bào nó sẽ nằm ở trong bào tương nè, hoặc là nằm trong cái nhân tế bào đít nha, nhân của tế bào đít. Rồi thì khi mà ligand nó gắn đến cái receptor, thì cái ligand này thứ nhất là nó phải đi qua được cái màng tế bào ha, và khi mà nó đi xuyên màng rồi á thì nó sẽ gắn vào cái receptor mà nằm trong nhân, trên nhân này nè, hoặc là nằm trong cái tế bào chất. Rồi khi nó gắn vậy thì nó sẽ kích hoạt hàng loạt cái phản ứng, ví dụ như là sao chép nè, phiên mã nè, dịch mã ha, để nó điều hòa cái nó tạo ra, nó biểu hiện gen, nó tạo ra những cái protein mới. Thì nó đến lại nãy giờ thấy là nó cần thời gian để nó tạo ra, nên là những cái thay đổi mà nó mang mang tính là nó cần thời gian, ví dụ như những cái hormone sinh dục đó thì nó không có gấp gáp gì đó, thì nó sẽ đi theo cái con đường này. Còn bắt buộc những cái cụ thể mà màng á thì nó cần liên kết với ion á thì thường nó cần phải nhanh, tín hiệu nó phải nhanh. Rồi bài ngày hôm nay thì bao nhiêu đó, bây giờ mình sẽ qua mình làm trắc nghiệm của bài này, sau đó thì trắc nghiệm xong á thì sẽ chuyển qua ôn tập ba cái bài hôm bữa các bạn học ha, bây giờ bữa các bạn có thi, các bạn thi nha.